Chào các em. Chúng ta tiếp tục giải nít khác của viên bích khối lớp 9 vòng số 6. Một lần nữa thầy nhắc lại, nếu hứng thú các em nên tham gia các khóa học trên mạng của thầy. Học phí không đáng bao nhiêu, nhưng mà các em sẽ được rất nhiều kỹ thuật hay để phục vụ cho thi vòng trường, vòng huyện và vòng tỉnh và vòng quốc gia. Riêng khối chính là thầy sẽ ưu tiên đặc biệt ha, bởi vì nó có vòng thi quốc gia. Thầy giải bài số 1, coi có bài nào khó không. Sắp tăng dần, như vậy các em sẽ chuẩn bị một cái tờ nháp để lưu. Bài này thầy đã dạy ở nít trước ha, hình như là bằng âm 15 thì phải, nhớ không nổi. Thử coi. Đúng luôn kìa. Các em tham gia khóa học V91 ha. Những kỹ năng giải nhanh như vừa rồi của thầy là sẽ là của các em hết. Cái bài này ở nít trước thầy cũng giải rồi nè, mà giờ không nhớ nổi đáp án đâu. 7 cộng 4 căn 3, hình như là trừ 17 hay sao. Đúng, trừ 17 luôn kìa. Bài này tham gia khóa học V91 hoặc là V81. Rồi, giá trị nhỏ nhất sẽ bằng âm 13. Bài này thì dễ quá, cứ bấm máy là được. Khi cần tính tay các em vẫn phải tính được nghe, chứ không phải bấm máy miết rồi tay không được. Biến đổi là phải biết biến đổi. Còn đi thi áp lực thời gian ta mới dùng máy tính nhiều. Trừ 11. Toàn số âm không. Giá trị nhỏ nhất của cái này. Cái này như thầy giải ở nít nào đó nhỉ? Như giải nít trước rồi sao. Đúng rồi, chính xác. Em trở lại nít trước coi ha. Bây giờ đây thầy nhắc sơ sơ thôi. Cái ở trong này nó biến thành 1 cộng 2x tất cả bình. Như vậy nó sẽ biến thành giá trị đối của 1 cộng 2x. Cái tiếp theo cũng biến thành giá trị đối, bởi vì ở trong nó biến thành 2x trừ 3 tất cả bình. Vậy là thành giá trị đối của 2x trừ 3 ha. Thì thầy trị đối 2x trừ 3 thì ghi là trị đối 3 trừ 2x cũng được nha. Đâu có mất mát gì đâu. Như này nó lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của 1 cộng 2x rồi cộng cho 3 trừ 2x. Tức là sao? Tức là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. 1 cộng 3 là 4 ha. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 4. Căn 81 là 9. Căn bậc 3 của trừ 125 là trừ 5. 9 trừ 5 là trừ 45. Cái này hàng đẳng thức nè. X cộng 5 tất cả bình bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 5. Giá trị nhỏ nhất của yếu thức này thì nó bằng 0. X thấp nhất là bằng 0. Thì lúc đó đây 0, đây 0, đây trừ 88. Trừ 88 là giá trị nhỏ nhất.
Rồi cái này thì các em biến đổi bằng tay hoặc bấm máy luôn đi. Trong lúc biến đổi bằng tay thì các em có thể rút gọn trong đầu luôn. Như đây tôi rút đây là nó thành là căn A nè. Đây là thành căn A ha. Còn bên này á là thành cũng căn A luôn. Vậy là 1 trừ căn A đó. 1 trừ căn A thì rút gọn với dưới này là hết luôn nè. 1 cộng căn A nhân 1 trừ căn A là thành 1 trừ A rút gọn với mẫu. Vậy cái này thực ra cả cái biểu thức kình càng này nó chỉ là 1 trừ A bình thôi. Mà 1 trừ A bình tức là 1 trừ cho 17 đó. 1 trừ 17 thì bằng trừ 16 kìa. Khỏi mấy nữa mất công. Rồi số nhỏ nhất là âm 88. Tiếp theo là âm 45. Âm 17. Âm 16. Rồi tới âm 15. Âm 13. Âm 11. Âm 8. Âm 5 và 4. Cốc vàng tài ba. 25 cộng 144 là 169. Căn của 169 thì bằng 10, 13. Đây thì bằng 5. Cộng 5 thì bằng 10. Cái này ở đích trước thầy làm rồi ha. Lấy cái này trừ cái này. 2 căn bậc 3 trừ cho cái này. Nếu nó ra bằng 0 thì bằng nhau, nếu ra âm thì cái này nhỏ hơn cái này. Còn nếu nó ra dương thì số bị trừ lớn hơn số trừ. Kết quả trừ ra dương kìa. Rút gọn cái này thì dễ rồi, nó sẽ ra x. Tự làm nghe. Trục căn thức ở mẫu. Thì các em nhân cả tử và mẫu với lượng liên hợp thôi. Cái biểu thức thứ nhất là cái tử nó sẽ thành là căn 7 trừ cho căn 3. Còn mẫu là 7 trừ 3 thành 4. Biểu thức thứ hai cái tử là căn 11 trừ cho căn 7. Còn cái mẫu là 11 trừ 7 là thành 4. Vậy mẫu chung là thành 4 rồi, còn tử là thành căn 7 trừ căn 7 là hết, như vậy là thành căn 11 trừ cho căn 3. Căn 11 trừ căn 3 tất cả phần 4. Đây, nó đây. Cái này kém bấm luôn ha. Ở trong cái căn thứ nhất á là nó thành là 2 cộng căn 3 tất cả bình. Còn trong cái căn thứ hai á là nó thành là 2 trừ căn 3 tất cả bình. Như vậy là nó bằng giá trị tuyệt đối. Cộng cho giá trị tuyệt đối ha. Giá trị tuyệt đối của 2 cộng căn 3 nè. Cộng giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 3 nè. Xin lỗi trừ nha, đây là phép trừ, tí nữa là chết à. Rồi cái phá ra là thành 2 cộng căn 3 là thành chính nó nè. Rồi trừ cho cái này cũng thành chính nó luôn. Cái này dương mà. Nhưng mà nhớ đổi dấu. Trừ trước hoặc là trừ bên trong phải đổi dấu. Kết quả là 2 căn 3 ha. Đây đáp án này. Nghiệm của phương trình này. Mẫu giống nhau rồi. Trị đối trừ 2 bằng x trừ 2 là bằng chính nó. Vậy x phải lớn hơn bằng 2. Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối thôi.
x trừ 2 lớn bằng 0. Cái này thì thành 11 các em. 6 cộng 5 là 11, còn ở giữa là 2 căn 30, tức là bằng căn 120 trừ căn 120 là hết. Toàn câu dễ. Thì mất biết. Nên quy lòng thôi, cái quy lòng thôi. Quy lòng lại ha. Ta kéo dài cái này ra làm cho nó thoải mái. Rồi. Phương thức thứ nhất cộng phương thức thứ hai, ta quy lòng luôn. X trừ cho căn của x bình cộng x rồi cộng cho cái tổng. Còn ở dưới là thành lượng liên hợp nhân nhau, là thành x bình trừ cho căn của x bình cộng x, tất cả bình là thành x bình nè. Rồi cộng cho x vậy thôi. Và nó bằng x, nó ra phương trình mới đó. Rồi trừ, trừ là thành trừ 2 ha. Đâu bên này là cộng chứ nhỉ? Nhưng chéo qua mà. X trừ, x cộng là đúng rồi. Như vậy là ở tử là thành 2x. X cộng x là thành 2x. Còn ở mẫu là thành trừ x. Bên này là bằng x. Vậy cuối cùng là thành trừ 2 bằng x, hay là x bằng trừ, trừ 2. Đây, nó đây. Nhìn bài toán rầm rộ chứ cũng dễ. Cái bài này thầy đã giải rất kỹ rồi nha các em nhé. Ở cái nick thứ nhất, các em về cái nick thứ nhất các em coi, thầy đã tải lên rồi ha. Kết quả là bằng 3/2. Qua bài thi số 3, coi có bài nào khó không? Hình như là không. Nhìn sờ qua thấy đơn giản quá. Cái này tôi bấm mấy thôi? 28 nhân 112 nè, nhân 4 nhân 7 nhân 2 nè, rồi ứng căn bậc 3, 56. Bài số 2 thì các em lấy 240 chia cho 6/25 đã, sau đó ứng căn bậc 3 bằng 10. Bài này giải nhanh bằng kỹ thuật thầy đã dạy trong V91. X nó sẽ bằng 0, xin lỗi, bằng 1 nha. X cộng 2 bằng 4 trừ x thì 2x bằng 2, x bằng 1. Bài này điều kiện là gì? Điều kiện ở đây là trừ 1 trên 4 trừ x không âm, mà tử âm rồi. Vậy là 4 trừ x phải âm. Âm chia âm mới ra dương. Như vậy x sẽ lớn hơn 4. Bài này bấm máy luôn. Căn 2 căn 8 trừ căn 32 cộng 3 căn 18 14 nha. Bài này 1, 2, 3, 5 nhân 2, 4, 6, 9 trừ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nhân cho 2, 4, 6, 9 cộng 1, 2, 3, 5 bằng 1. Câu này trừ 4x cộng 2
cộng cho căn của 9x bình trừ 6x cộng 1. Các em biến đổi về giá trị tuyệt đối cũng được, không tính mấy cũng được. Kết quả là âm 998. Bài này dùng phương trình tích giải, căn x bình trừ 4 là thành căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Các em rút căn x trừ 2 ra làm nhân tử chung ha. Vậy kết quả là x sẽ bằng 2. Bài này thầy giải nít trước rồi nè. Không biết x bằng bao nhiêu, không nhớ nữa. Trở lại cái nít trước coi thử. Giải nhiều quá, thầy giải nhiều khối quá, thầy không nhớ. À đây nó trúng ngay chỗ này luôn. Bằng 4 nha. Ta giải câu số 10. Bằng 4 nè. X bằng 4 ha. Rồi thì nhớ lại rồi, X bằng 4, giờ muốn nhớ nữa. Trở về nít đó mà coi các em nhé. Rồi giờ ta giải câu số 9. Câu số 9 coi máy nó giải được không. Giải máy theo kỹ thuật V91 mà cái khóa V91 thầy đã dạy ha. Mà các em lựa cái x đừng có vi phạm điều kiện xác định ha. Phải lớn hơn 4. Lấy x lớn hơn 4. Lấy 5. Khởi động nó bằng 5. X bằng 5. Rồi ra x bằng 8 nha. Rồi ra x bằng 8. Nhưng mà mình giải theo con đường toán học thì giải như thế nào? Nhân chéo lên, x trừ 2 sẽ bằng căn của x trừ 4 nhân cho căn của 2x trừ cho 7, bình phương hai vế lên, x bình trừ 4x cộng cho 4, bên này sẽ thành x trừ 4 nhân cho 2x trừ 7. Rồi giải thôi, phá ra giải thôi. Bình trừ 7x trừ 8x là trừ 15x cộng 28. Thì tới đây ta có x mũ 2 trừ 11x cộng 24 bằng 0. Cái này các em giải theo kiến thức lớp 8 mà. Các em sẽ suy ra hai kết quả đó. Tám và ba, một cái bằng tám, một cái bằng ba. Nhưng mà các em phải thử lại, đối với phương trình mà chứa căn á là các em phải làm như thế đó. Giờ các em thử à, x bằng tám thì cái phương trình ban đầu nè nó sẽ tương đương với lại gì, tám trừ hai trên căn máy 2 x 8 là 16, 16 trừ 7 bằng 9 thì bằng căn của 8 trừ 4. Cái này có đúng không? Đúng rồi. 8 trừ 4 thực ra là 4, phải không? Rồi 8 trừ 2 là bằng 6 nè. 6 trừ 3 được 2, này được 2, 2 bằng 2 hết. Rồi x bằng 3 thì sao? Thì trên này đổi thành là 3 trừ 2. Ở dưới này thành không xác định kìa. Căn 2x trừ 7 là 2 x 3 là thành âm 1.
âm 1 là không xác định này. Riêng tới đây là các em bỏ được rồi. Không được, loại ha. Vậy x bằng 8, đúng rồi. Các em nhớ tham gia khóa học. Nếu muốn nắm được những kỹ thuật giải nhanh, viết bích ha, để dành thời gian làm cho những bài khó ở vòng trường huyện tỉnh. Rồi, bài nào chúng ta cũng làm hết rồi. Nộp bài ra. Hẹn gặp lại các em ở cái nick khác nữa. Tạm biệt.